Chào các bạn ha, mình tên Kiều Trang hay là Yuki cũng được. Thì hôm nay mình tiếp tục chia sẻ những cái câu giao tiếp thực tế trong mùa Covid cho các bạn tham khảo. Thì chúng ta lâu ngày không gặp nhau, thông thường người ta nói là hữu lời mụ kiên. Hữu lời mụ kiên thì hữu lời là lâu quá, mụ là không có, kiên là gặp. Hữu lời mụ kiên, cùng nhau đọc lại. Hữu lời mụ kiên có nghĩa là lâu quá không gặp. Rồi, thì chúng ta muốn đáp lại là đúng vậy, một năm rồi không có gặp. Đúng vậy, một năm rồi không có gặp. Thì chúng ta nói như thế nào bằng tiếng Quảng Đông? Người Hồng Kông nói như thế này: Hay là nhất niên mụ kiên. Hay là nhất niên mụ kiên. Thì hay là có nghĩa là đúng vậy. Dắt niên, niên là năm, dắt là một. Dắt niên là một năm. Mụ là không có, kiên là gặp, là thấy. Chúng ta cùng nhau đọc lại. Dắt niên mụ kiên. Dắt niên mụ kiên là một năm rồi không có gặp. Chúng ta cùng nhau đọc lại trọn câu. Hay là dắt niên mụ kiên. Hay là dắt niên mụ kiên có nghĩa là đúng vậy, một năm rồi không gặp. Chúng ta cùng nhau đói và đáp. Hữu lời mụ kiên. Hữu lời mụ kiên. Hay là nhất niên mụ kiên. Hay là nhất niên mụ kiên. Rồi tiếp tục. Thí dụ như là chúng ta muốn hỏi: Dạo này bạn đi đâu làm giàu? Dạo này bạn đi đâu làm giàu? Nói như thế nào bằng tiếng Quảng Đông? Người Hồng Kông nói như thế này: Chơi cành lị hơi biến tù phạt tạp. Chơi cành lị hơi biến tù phạt tạt. Thì chơi cành là dạo này hay là gần đây. Lị là bạn, hơi biến tù là đi đâu, phạt tạt là làm giàu, là phát đạt. Chúng ta cùng nhau đọc lại trọn câu. Chơi cành lị hơi biến tù phạt tạt. Chơi cành lị hơi biến tù phạt tạt có nghĩa là dạo này bạn đi đâu làm giàu. Thì có nghĩa là người ta muốn hỏi mình là dạo này công việc làm ăn của mình như thế nào ha. Thì người ta không hỏi, mà người ta hỏi là chơi cành lị hơi biến tù phạt tạt. Dạo này bạn đi đâu làm giàu. Thí dụ như chúng ta muốn trả lời là không có, tôi đi ăn xin thì có. Không có, tôi đi ăn xin thì có. Nói như thế nào bằng tiếng Quảng Đông? Mẫu A, ngọ cháu quầy hát xịt chào dậu. Mẫu A, ngọ cháu quầy hát xịt chào dậu. Chúng ta cùng nhau giải thích. Mẫu là không có, mẫu A cũng là không có. Ngọ là tôi, cháu quầy. Cháu quầy có nghĩa là ở mọi nơi ha. Cháu quầy có nghĩa là ở mọi nơi. Bất kỳ nơi nào á, cháu quầy ở đâu cũng có là cháu quầy. Hát xịt. Hát xịt là ăn xin. Hát xịt là ăn xin. Chào dậu là thì có. Cháu quầy hát xịt chào dậu. Cháu quầy hát xịt chào dậu có nghĩa là đi ăn xin thì có. Cháu quầy hát xịt chào dậu. Rồi bây giờ chúng ta cùng nhau đọc lại trọn câu. Mẫu A, ngọ cháu quầy hát xịt chào dậu. Mẫu A, ngọ cháu quầy hát xịt chào dậu có nghĩa là không có, tôi đi ăn xin thì có. Thời buổi Covid này mà đi đâu làm giàu ha các bạn. Thì đây là cái cách giao tiếp của người ta ha. Rồi, bây giờ chúng ta cùng nhau đói và đáp. Chơi cành lị hơi biến tù pha tạp. Chơi cành lị hơi biến tù pha tạp. Dạo này bạn đi đâu làm giàu? Đáp. Mẫu A, ngọ cháu quầy hát xịt chào dậu. Mẫu A, ngọ cháu quầy hát xịt chào dậu có nghĩa là không có, tôi đi ăn xin thì có. Rồi, chúng ta muốn giao tiếp hỏi như thế này: Sao mà thê thảm thế nghe bạn? Mình nói đi ăn xin đó các bạn ha, là cuộc sống khó khăn ha. Thì mình mới nói là Căm thảm. Thì thảm có nghĩa là thê thảm ha. Căm thảm a có nghĩa là sao mà thê thảm thế. Căm thảm a cùng nhau đọc lại. Căm thảm a có thảm có sự giống, không đọc thảm, không đọc thảm, không đọc thảm và cũng không đọc chảm, mà là
chảm chảm cầm chảm à cầm chảm à sao mà thê thảm thế. Rồi chúng ta muốn nói là có cách nào khác ngoài cái cách khổ ra, ngoài cái cách khổ ra thì còn có cách nào khác trong mùa Covid. Mụ cậy lá có nghĩa là có cách nào khác. Cùng nhau đọc lại, mụ cậy lá có nghĩa là có cách nào khác. Rồi bây giờ chúng ta cùng nhau đói và đáp. Cầm chảm à mụ cậy lá. Rồi chúng ta muốn nói tiếp à, hôm nay bạn không uống trà thì à, nói như thế này. Cấm dạch liềm nhẫm trà thì cấm dạch là hôm nay lị là bạn, là anh, là chị, là cô, là bác, là dì, là dượng, là ngôi thứ hai số ít. Cấm dạch lị nhẫm trà, hôm nay bạn không uống trà. Thì à, dẫm là uống, trà là trà, dẫm trà là uống trà, dẫm trà là không uống trà. Chúng ta cùng nhau đọc lại trọn câu. Cấm dạch liềm nhẫm trà, cấm dạch liềm nhẫm trà, hôm nay bạn không uống trà. Rồi à, tiếp tục, thí dụ như chúng ta muốn trả lời là thôi đi, ở đâu cũng là vi khuẩn. Thôi đi, ở đâu cũng là vi khuẩn. Nói như thế nào bằng tiếng Quảng Đông? Nói như thế này. Mũ lá, cháu quầy tố hài, bèn khoảnh. Thì chúng ta cùng nhau giải thích. Hữu là tốt, hữu là không tốt. Hữu lá có nghĩa là thôi đi ha, thôi đi, hữu lá. Chúng ta từ chối cái gì đó, hữu lá, thôi đi. Cháu quầy có nghĩa là mọi nơi ha, ở đâu mọi nơi, ở đâu cũng có ha, cháu quầy mọi nơi. Tú là cũng, hay là bàn khuẩn là vi khuẩn, những cái bệnh khuẩn, những cái vi khuẩn ha, mùa Covid mà. Bàn khuẩn, cháu quầy tố hay. Rồi bây giờ chúng ta cùng nhau lặp lại trọn câu. Hữu lá, cháu quầy tố hay bàn khuẩn. Hữu lá, cháu quầy tố hay bàn khuẩn có nghĩa là thôi đi, mọi nơi cũng là vi khuẩn ha. Mình đi uống trà thì đi tới đó phải cởi chiếc khẩu trang ra là cùng nhau ngồi ăn uống thì nó nguy hiểm ha các bạn. Cho nên hữu lá, cháu quầy tố hay bàn khuẩn. Hữu lá, cháu quầy tố hay bàn khuẩn. Thôi đi, mọi nơi cũng là vi khuẩn. Rồi bây giờ chúng ta cùng nhau đói và đáp. Cấm dạch liềm nhẫm trà. Hữu lá, cháu quầy tố hại bàn khoảnh. Hữu lá, cháu quầy tố hại bàn khoảnh. Rồi chúng ta muốn nói là vậy cũng phải là cẩm vào hài là vậy cũng phải. Cẩm vào hài, khi mà chúng ta muốn nói cái gì đó vậy cũng phải, thế thì cũng phải, cẩm vào hài. Rồi tiếp tục, bây giờ chúng ta muốn nói là tôi đi đây, bảo trọng nhé. Tôi đi đây, bảo trọng nhé, thì là nói như thế này. Ngọ chảo la bổ trùng. Ngọ chảo la bổ trùng. Ngọ là tôi, chảo là đi. Ngọ chảo la là tôi đi đây, bổ trùng là bảo trọng. Cùng nhau đọc lại. Ngọ chảo la bổ trùng. Ngọ chảo la bổ trùng. Rồi khi mà chúng ta nghe bạn mình nói là tôi đi đây bảo trọng, thì người ta kêu mình bảo trọng thì mình cũng đáp lại là bạn cũng vậy, bảo trọng. Lị tố hài bổ trùng. Lị tố hài bổ trùng. Lị tố hài bổ trùng hay là lị tố hài bổ trùng a ha, đều được. Thì lị là bạn, tú là cũng, hài là lị tố hài là bạn cũng vậy, bổ trùng là bảo trọng. Chúng ta cùng nhau đói và đáp. Ngọ chảo la bổ trùng. Ngọ chảo la bổ trùng.
lệ tố hài bổ trùng, lệ tố hài bổ trùng. Rồi thì qua bài chia sẻ này, các bạn cũng có một số câu giao tiếp rất là thực tế ha. Khi mà chúng ta muốn nói vậy cũng phải thì chúng ta cũng biết nói như thế nào, cẩm vào hài, hay là chúng ta nói là mọi nơi, ở đâu cũng là vi khuẩn thì chúng ta nói là cháu hoài tố hài bàn khoảnh ha. Hay là chúng ta muốn nói là sao mà thê thảm thế, cầm thảm a, cầm thảm a. Hay là mình muốn hỏi bạn của mình á, dạo này đi đâu làm giàu, thì hỏi như thế nào chúng ta cũng biết. Chơi cành lị hơi biến tù pha tạp, chơi cành lị hơi biến tù pha tạp. Hay là chúng ta muốn nói là lâu quá không gặp thì chúng ta cũng biết nói như thế nào, hổ lời mụ kịt. Rồi thì mình xin dừng ở đây và chúc cho các bạn tiếng Quảng Đông ngày càng tiến bộ ha. Trân trọng và hẹn gặp lại. Tó chào tài cá sáu thảy, hạ chập kiên, chơi kiên.